Ngày 27 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cam kết sẽ tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Phát biểu trong buổi tiếp thống đốc các bang tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ việc tăng ngân sách quốc phòng này là một trong những bước đi thực hiện hóa cam kết của ông về đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có kế hoạch dành thêm 54 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng tương đương mức tăng 10%. Cam kết của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo này tuyên bố sẽ yêu cầu chi ngân sách khổng lồ cho một trong những động thái tăng cường quân sự lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Theo đó, ông Trump sẽ hướng tới việc củng cố năng lực phòng thủ và tấn công của quân đội Mỹ, với một đề xuất chi tiêu sẽ khiến cho nền quốc phòng mà ông gọi là trở nên lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng đó sẽ là sự tăng cường quân sự lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.